channel Cooking with Sophie ใน Facebook page ของខ្ញុំគឺ Sophie Kitchen ថ្ងៃនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើនំខ្មែរម្ដងណាហើយប្រភេទនំសមខ្នុរថ្ងៃយើងវេចរបៀបទូចៗខ្ជូតខ្ជួនហើយគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់ខ្នុររបស់យើងខ្ញុំប្រើសាច់ខ្នុរសុទ្ធហ្នឹងចំនួន 120 ក្រាមបងប្អូនអាចប្រើច្រើនជាងនឹងតិចទៀតក៏បានដែរហើយយើងគឺហាន់វាជាសរសៃតូចៗបែបហ្នឹងមកពេលដែលយើងហាន់រួចរាល់ហើយយើងមកចាប់ផ្ដើមឆាអង្ករ ប៉ុន្តែមុននឹងឆាអង្ករគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទិះដូងមុនសិនខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងនឹង 150 ml បើបងប្អូនអត់មានប្រដាប់វល់ទេគឺអាចយកសាប៊ីបាយវល់អញ្ចឹងបានគឺប្រហែលជា 12 ទៅ 13 សាប៊ីបាយបន្ទាប់មកស្ករសបីស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេស្លឹកតើយ៥ស្លឹកយើងដាក់ទឹកតើយនឹងដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងយើងមានក្លិនឈ្ងុយណាហើយគឺយើងកូរខ្ទិះដូងជាមួយនឹងស្ករនឹងឲ្យវាលាយសព្វល្អមកចាំយើងចាក់បដាមច
về chuẩn luôn buôn mau ngờ rư có bong phong ai thèm là hô đom bấy mau có bán này bây giờ dân thèm về khúc mau thì dân hết cái dân vô về mà liên sầm át là hô to tay ở tận co dư nó bị làm thà là o ná hay cái dân vô cả trẻ môi máu vô mà đã về sầm rõ sọ tật chăm dân vô mà chà bây giờ dân chàng co tàn nào chúng mới nâng tích đô nâng ban cục và nâng hay dân chạy sạch đông chúng nôn 30 gram chô rư có sma mùi con chán tội nâng ná hay dương à cứ cha sạch đôn cho muối nâng co nâng ao vi chỗ kia sập lò máu rồi co ao sạch đôn nâng vi hiền cho ăn tách máu chăm dương chặt đa mà chạ khnao chỗ lấy dương chặt khnao chỗ cho nuôi mà rồi mà phay gram dương bắt to cha về bay buôn để tì tiết đầm bay ao sạch khnao dương về riêng cho ăn tách á bàn tay ọt ao vi cho ăn khăng pê tê pê để cho ăn khăng pê vừa ao sạch khnao dương ở lối pê để dương chấm hồi tới tới vì ọt ngang tê và thoa bị dương cha với cho ăn là mồm hết cái dương đuôi về đã chán tục ơi về thịt chẹ sần chăm dương vô mọc chọc và nôm dương về nghe ôm nữa lấy nương co dương ba là thịt chẹ hay dương chạp đa mọc chọc nôm hay xem rạp lật chết bong bồn can ta tam tầm hôm nôm để bong bồn chọn chọc nó nè mẹ nhóm cứ nhóm thưa nôm tôi pan pan mà điểm đầy để chẳng lật chết trong cái hiện tôi hai vị thích chọc cứ nghe nghe tới bóng bóng nó ọc nì nhóm chia dìm thơ à sạch cầu hàng khăn nông nâng ở viên mùl xa ăn tạch máu bàn nhóm chạp đa mà mùl hay nhóm mù tiên vì bạp nâng đôi nâng khăn nông vi tổ chẳng bóng bóng nạch mơ bán dương mù bạp nâng đầm bay ao sạch cầu và dương vi hạp bàn lò hay dương bọt mục mà chỉ hiên máu đầm bay dương thơ ca cạch mục nùm phò dương bây giờ dương cạch ba mà chỉ hiên hai cứ dương vô mà điểm đai dương rục co dương hồi vì thật lẽ cho tất nông rưu có do trực cơ của bạn đã rục về đầm bay ở sạch co về hạp lò ná hay dương cạch mục mà chỉ hiên tiết thức cứ hủy hòa lò hay hay lỡ cứ nùm phò dương màn vị hủy hòa lò hay môn nâng đại chấm hối cứ dương nằm tựa bù sân ná chạm đại về cho chấm hối hay nùm nâng tui chẳng cứ nhầm chấm hối dạ bê xàm sập nế tì và to bị xàm sập này tí cứ nôm dương ban cho ăn hai ở hai cứ dương xuống về chanh màu đã non con cái trẻ mỗi tuổi về chè sân màu hay xem là bong bong thay đã to ban cho subscribe channel YouTube của nhóm complete chui cho subscribe channel YouTube của nhóm chui follow pay của nhóm phong nè nên chui like chui share video bọn nhóm ở ban tràn tràn ở bài tự tu ban video thay về để nhóm phong và top tiền hay xem em co tận nào pi cam cả là nên cứ nhóm phơi nôm tuổi nông ban cho nuôi mà pay pi ta mà pay bay nôm lấy cái dương mà cho bà đau mơ sạch nôm và dương mơ ta cho ăn lò đây được có tế xam sợ này tì nắng bông bông anh mơ bà nó thả sạch co tần áo phò dương cứ về lao lùm một lò mình tên hay nôm vinh cả chân anh đa cứ về ọt bà em bê tê hoặc con chân bông bông đọc nha để bàn cho mơ video bọc nhóm tăng vị đàm rồi hồ đạt chập bà miên dùm nối được dự bó lại comment ở khẳng kào video bà nha hoặc con dùm đẹp lìa chúc nha video kào